Hai MT Food, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ngồi bùa mình quay lén cặp cá đá háng giống. Đầu thì một cục. Con này là Thái Đỏ Châu. Đầu rất là khủng, rất là kinh hoàng. Nói chung là cá giống mà các bạn. Cái giống này quá trời dữ luôn rồi. Con này là con trống, size chắc cũng tầm khoảng chừng 3 ngón à. 3 ngón, 3 ngón rưỡi gì. Với mình show thêm một số thông tin của một siêu phẩm chuẩn bị về tại shop là cá đá háng Hoàng Kim. Nói chung thì con này rất khủng. Cái khoảng chừng 10 bữa hay là khoảng chừng 10 bữa nữa thì nó sẽ về tới shop. Mình sẽ có thêm một số video show cho các bạn xem chơi. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh mình Tỷ Phút.